mời 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 thứ hai ngồi thứ hai. Dạ, dạ, để vô làm đồ để cho mình. Vậy vậy vậy. Dạ mời ông chủ nhậu trước ly. Dạ. Dạ, dạ mời ông chủ. Chiếc mời mời chú nó. Dạ, rượu này cái hậu ngọt à. Dạ, ngọt lắm. Chú hai à. Dạ. Hôm nay thức dậy sao tôi thấy Nga buồn, mới thả đi dạo một vòng. Tôi thấy trong trời mới thả luôn ra ngoài ruộng. Luôn vì tôi mới ghé vào đây, bảo mấy đứa nhỏ đi đi mua cho tôi một lít rượu, để tôi chú hai nó nhậu mà đàm đạo chơi vậy. Dạ. Mà không biết bữa nay chú nó có bận cái chuyện gì không à. Dạ bẩm ông chủ, bữa nào ông chủ có rảnh việc thì thông thả cứ qua đi chơi tự tiện. Dạ còn tôi thì tôi cũng rảnh chứ có làm gì đâu vậy. Dạ thường thường thì có ba trò nhỏ đến học tập với tôi cái việc bà con ở lối xóm mình, trong những chỗ anh em mình là đây răng công chỉ dạy có nó học thì mình thấy cũng vui, chẳng có phải nhọc nhằn chi. Xong mà mình cũng ít được đi chơi. Dạ ông chủ, bất cứ bữa nào mà ông chủ rảnh á, ông chủ cứ vượt qua để chơi cũng có tôi ở nhà hết. Dạ. Rồi mình không có được đi thông thả như người ta, chứ hải sáng á là đi ruộng về lối 8-9 giờ cái có mấy trò nhỏ tới đây học vỡ lòng. Yeah. Rồi cũng cứ quay quần với nó vậy. Yeah. Dạ rồi lối 9-10 giờ đó, 11-12 giờ đó. Yeah. Thì có mấy trò lớn tới nghe tứ thơ hoặc là sử ký vậy. Dạ thì không có làm gì mà rồi cũng cứ nằm nhà mãi chứ ít có đi đâu chơi được. Phải chứ, chú ở đời gì phải lắm. Dạ. Bởi vì chú biết chữ rồi chú dạy cho con em ở trong làng trong xóm nó học. Dạ. Rồi sau này nó biết chữ nó nên người, nó cũng nhớ ơn chú nó. Ở đời vậy được. Dạ, dạ bẩm ông chủ. Dạ điều ấy thì mình cũng không có dám trông mong. Dạ. Xong mà tôi nghĩ mình mai biết được chút ít. Yeah. Chỉ dạy lại cho trẻ em đó là bổn phận của mình. Lại nữa mình cũng lấy cái sự dạy dỗ đó để làm vui cho nó tiêu phí ngày giờ. Vậy. Chứ nếu không có việc gì mà mình rỗi rảnh quá đâu ông chủ. Em mình đam mê sa ngã theo cái việc chơi bời phóng lãng đi. Dạ mời chú dùng thêm. Chú nó dùng. Dạ, dùng thêm chứ. Dạ. Luôn hậu ngọt dữ. Dạ. Cái hậu nó gắt vậy mà hậu. Dạ. Ngọt lắm. Ai chú? Ê, ở trong nhà này ai tên là Võ Minh Thành? Yeah. Dạ, Võ Minh Thành là tôi. Là anh? Dạ. Gì chú? Dạ, tôi có biết. Gì vậy? Nè nè, có người ta rơi thơ nói rằng anh là quốc sự. Ê, trời đó hay là không? Trời ơi, chú là quốc sự ha. Dạ không ạ. Mà chính anh á là đầu đảng của đảng quốc sự. Trời đúng vậy phải không? Chú làm lớn vậy chú. Dạ, trong nhà của chú chứa nhiều tang vật và súng ốc. Đâu đó, cơ, dạ không có đâu phải không? Dạ không. Dạ không ạ. Dạ chắc có lẽ ai thù oán cho nên vu oan cho tôi vậy chứ. Vợ chồng tôi thời nay ở đây lo làm ăn lương thiện, ai ta cũng biết hết. Dạ nếu các ông không tin thì cứ hỏi ông chủ điện tôi đi, sẽ chứng minh cho tôi cái điều đó. Đây là chủ điện đấy không? Dạ. Nói vậy ông đây là chủ điện của anh này. Dạ thưa tôi là chủ điện. Ông biết rõ về việc của anh này. Dạ thưa số nó về. Hồi đó về chú nó ở đây tôi thấy làm ăn lương thiện. Ngoài cái giờ rỗi rảnh lồi đó mới dạy cho mấy đứa nhỏ nó học. Chứ còn cái chuyện mà làm quốc sự là cái gì đó là tôi không được biết. Mấy ông có tình nghi là điều tra biết nè. Không được biết. Dạ tôi đâu có biết. Được rồi, xin lỗi ông. Anh kia, anh phải khai rõ những chuyện của anh làm. Nếu chẳng chịu khai rõ những chuyện của anh làm thì buộc lòng anh em chúng tôi phải khám soát cái nhà này. Dạ thưa mấy ông, dạ chúng tôi có biết gì đâu mà khai. Dạ nếu các ông không tin thì các ông cứ việc xét đi, khám xét đi. Được rồi. Các anh, dạ, lục soát tất cả từ trong cho đến ngoài, xét cho thật kỹ. Dạ.
chú có làm bất sự không? Dạ. Trời ơi, ở tù chết là chú ơi, còn nó liên can đánh tôi nữa. Rồi thơ phao cái gì đó mà mấy ông đến xét nhà nó bắn mau. Nó chú nó làm bất sự. Trời ơi. Dạ, tôi còn xét được một mối giấy. Rõ ràng truyền đơn tài liệu. Trời đất ơi, chú có truyền đơn để trong nhà. Truyền đơn tài liệu. Trời ơi, chú này tôi nó khổ lắm. Cái mày ồ lúa, quả quái gì nó sâu sâu lắm à. Hơi nặng à, hơi kỹ rồi. Quái gì à, cây súng lũ. Trời đất ơi, chú lũ. Không phải của tôi. Có lẽ là động ổ rồi cho nên lưu cái súng này không kịp. Đem giấu trong quần lúa, hướng không ai sớm đến. Không phải của tôi ông ơi. Trời ơi, ai đem để nó đâu, đâu, đâu phải của tôi. Cầm miệng lại mày. Mày hãy xem kỹ coi cây súng này của ai. Dạ, không phải của tôi ông à. Làm quốc sự hả mày? Dạ, không có. Làm chính trị hả mày? Dạ, không có. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hàm quan, chồng chỉ giấu súng trong bồ lúa mà nói hàm quan. Khá, cái đúng người đàn bà này khổ lắm. Ông nuôi vợ chồng tôi mấy lâu nay rất mực hiền hòa. Ơi kêu sao cho nổi trời. Muốn chồng chị khỏi bị ở tù, phải bảo chồng chị phải khai. Có làm gì đâu mà cay ông ơi. Giấu súng mà con à. Thôi em ơi, than khóc nữa mà chi. Nếu rủi nay mai anh có bị đày. Mình ơi, chết thì chịu sao nổi. Thảm thương trong mình của em đang mang tay nghén. Biết cậy ai mà nâng đỡ cho nhau. Thương mừng ơi. Hãy khai đó mày. Thôi đi Phong ơi. Không biết gì đâu mà khai mèo mơ. Không biết. Anh bước cạnh ra đi. Nỗi biệt ly không hẹn cuộc mai sau. Việc rủi may thì phu cho cơ đạo. Muôn sự ở nơi trời em hãy yên lòng lo bao trọng lấy tâm. Nói rõ khỏi bị ở tù. Dạ tâm lại ông chủ xin thương. Ông chủ mở lưỡi quan nhân. Chẳng tôi khỏi đều quán ức. Chỉ dẫu cho mãi làm tấm sâu ngựa đất đành. Thì vợ chồng tôi cũng đành. Rồi dẫn đi, dẫn đi. Đi, 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 đi. Sau khi Nai Thành bị bắt ở tù, cô Lựu khổ đau hết lòng tìm phương chạy lo thầy kiện để cứu chồng. Nhưng quyền thế không, tiền bạc cũng không, cô Lựu vì thế đã sa vào mẻ lưới tình của tên hội đồng đa mưu độc ác. 19 năm sau, cô Lựu đã trở thành bà hội đồng thăng với một cô con gái lớn. Và đây là chuyện 19 năm sau. Thank you.
Dạ ông à, còn năm ngoái Tần Lưng nó 17 tuổi là họ đem nó vô bộ, rồi năm nay nó 18 tuổi thì nó phải đóng thuế thân. Nhưng mà thuế má gì nó lộn xộn tới 2-3 hạng lần ông. Bà nghe ai nói? Thì hôm đám giỗ nhà ông dì cửu đó, tôi nghe mấy ông bàn với nhau mà không biết phải vậy không ông ha. Hôm kia bị ông Bãi nó có ghé đây chơi, tôi hỏi thăm nó thì nó nói năm nay giấy thuê thân có 2 hạng, hạng hữu sản và hạng vô sản. Hữu sản là đóng như năm ngoái vậy đó, 5.5 đồng, còn vô sản là đóng 4.5 đồng thôi. Hữu sản vô sản là sao vậy ông? Có vậy mà cũng hỏi. Thì ông biết mà hỏi chứ. Hữu sản là cái hạng người giàu có, người ta có nhà cửa, có ruộng đất rồi đó. Còn vô sản là cái hạng nghèo bạch tuộc như tôi với bà vậy đó. Vậy thì à, thằng Lung con nhà mình nó được vào hạng vô sản phải không? Một đồng bạc nó cũng đỡ một đồng phải không ông? Nói như bà vậy ai nói? Chứ là sao? Thằng Lung nó phải đóng theo hạng hữu sản 5.5 đồng như người ta vậy đó. Ủa? Cái lạ vậy? Nhà mình chạy từ cắt mua gạo không có nữa, mà con mình phải vào hạng hữu sản. Ông lý làng họ không xét cảnh khổ của gia đình mình hay sao? Ờ, bà, cái gì cũng trông cho làng họ hiểu bà lắm. Bây giờ làng họ đem thằng Lương vô hạng hữu sản đâu, bà có giỏi thì đi kêu nài thử coi. Trời ơi, chuyện gì ức lòng quá vậy? À, ai cũng biết đó là chuyện ức lòng. Nhưng ở đời có người ta cũng có mình. Thiếu gì người như Luân vậy mà bà có thấy ai chịu khó côn đùm côn quái để đi kêu ca gì không? Ai họ cũng nghĩ chẳng thà là bỏ ngày công đi làm, kiếm đồng bạc đóng ra cho nó rồi. Thì mình đây cũng vậy, tôi chịu khó đương vài cặp thúng bà quải ra chợ bán kiếm tiền đóng cho nó tiện hơn. Tôi nói thiệt với ông, tôi ức lắm đó, tôi không có đóng đâu. À, ức là bà phải tranh đấu, hả? À, phải kêu ca, nhưng muốn tranh đấu, muốn kêu ca thì bà cũng phải làm sao cho mọi người như mình vậy, họ đứng dậy một lượt với mình thì bà kêu ca mới được. Chứ có mình bà kêu ca với ai? À, để tôi rủ bà con lối xóm ở đây nè, đi kêu ca cho ông coi, ông mà đừng có thách gì trơn á. Không phải thách, mà nếu bà làm được cái đó thì hay, tôi mừng lắm chứ. Nói vậy thôi chứ có gì đâu gây. Ai gây với ông? Thôi đi vô lấy cái bó mây tôi để ở trên dàn bếp đem ra đây cho tôi. Gây không dám gây với làng, cứ gây với tôi. Thưa bác, cháu đi mua hàng bông. Nhà của bác có trầu bác không bác? À, chú em đi mua trầu hả? Dạ. Nhà tôi có mấy chục dây trầu mà nó chết lần chết hồi hết rồi. Tôi mới kéo thêm được vài chục nọc nữa đó. Vậy à, mà chưa có lá. Chú em ngồi tạm chơi. Dạ. Ý, bà, hút thuốc chứ. Dạ cảm ơn bác, dạ cháu không biết hút. Ê hả? Dạ. Dạ lúc trước thì cháu thường mua trầu gần miệt này. Dạ mấy năm buôn bán không khá.
sẵn là dịp cháu có người anh rể là người Trung Hoa đó, rủ cháu ra miền Trung buôn bán yến. Và lúc đầu kiếm lời cũng được chút ít, mấy năm sau này đó cái yến lên cao giá quá, lỗ lã đến mang nợ mang nần. Vì vậy mà cháu định trở về trong này để xây qua cái nghề cũ. Lâu quá, mười mấy năm rồi cháu mới trở lại đây. Cháu thấy sao cái gì nó cũng thay đổi hết à. Nhà của bác hồi trước ở dưới mé sông đó có một hàng mù u. Mà rồi bây giờ bác đông trong hết cháu ngó sao nó hơi lạ. Tôi đâu có đốn chú em. Nhà nước họ đốn để hàng cái khúc lộ lỡ đó mà tiêu cái hàng mù u tôi hết rồi chứ. Dạ. Nói vậy chú em đi buôn miệt này cũng lâu ha. Dạ. Yeah. Tôi phần ngày già không có nhớ. Dạ. Yeah. Đó là vô tình quá. Dạ. Yeah. Ê, ngồi lên giường đi chứ. Ngồi lên đây. Dạ. Yeah. Uống nước nghe không? Dạ. Yeah. Chú em uống miếng nước. Dạ, cảm ơn bác. Nước mưa rồi đó. Dạ. Nước mưa nhà lá ngon lắm. Dạ. Dạ, lúc trước thì cháu thường buôn bán miệt này đó là nhờ cháu có người anh rể. À quên, dạ cháu có người anh em bà con cậu. Nghe hả? Dạ, anh dạy chữ nho. Dạ, nhà anh Hai Thành đó bác. Nhà xóm trên nè. Hai vợ chồng anh con khoảnh giường. Anh trồng đâu được hơn 30 nọc đầu à. Mà hai vợ chồng anh khéo chăm sóc cho nên năm nào mà trầu mắt đó nha bác, anh kiếm cũng được bộn rồi bác. Nói vậy chú em với nó là chỗ bà con ha. Dạ. Không nói dấu gì chú em. Thằng Thành tôi thương nó cũng như con vậy. Dạ. Yeah. Bởi cha nó với tôi trước kia là bạn học. Dạ. Yeah. Ảnh sanh có mình nó. Chẳng may ảnh lại mất sớm. Nó thường hay lui tới nhà tôi đây. Yeah. Tuy không phải là bà con nhưng mà thương yêu nhau còn hơn ruột thịt nữa chú em. Dạ. Yeah. Nhưng ở đời tai họa không chừng, chuyện rủi ro của nó bây giờ nhắc tới tôi cũng còn muốn ứa nước mắt nữa chú em. Sao bác? Anh bị rủi ro sao vậy bác? Có gì đâu, thì vợ chồng nó đương làm ăn sân sẵn vậy đó hả? Dạ. Thì về đâu sớm mai một ngày kia hiệp với hương quán làng sở tại lấy cớ rằng họ gửi thơ nói nó đầy hội họp anh em đêm nào nó cũng tụng rất đông mà họ nói nó làm đầu mới là nguy chứ họ gán cho nó là làm quốc sự nên lục soát khắp trong nhà thiệt quả phước nàng lường khiêm sao họ tóm nhầm cái súng lục với một mớ giấy tờ truyền đơn đủ qua cả các cơ bằng mãi về sau mới rõ được là gì tại họ không có hiểu được đây cũng...
cũng may mà nhờ có bác đây, tình mà con không có lẽ tôi lại ngoảnh mặt và ngơ tay. Bác làm ơn chỉ chỗ dùng cho tôi đến thăm cho tận mặt, để gọi là chúc tình anh em vì bấy lâu cách biệt xứ xa, nay hay dịch nhà của anh rủi ro. Dầu sao sao thì tôi cũng phải đến thăm. Thiệt nghe chú em nhắc đến bề con vợ mà tôi nghĩ tội nghiệp cho thằng Thành. Có lạ lùng chi đâu, bụng đàn bà mà ai cũng vậy. Cái lúc mà thằng Thành mới bị giam thì con có lại đây mấy lần, tôi biểu nó thôi về bán nhà để lấy bạc rồi đem muốn thầy kiện kêu này. Dạ, gặp xong cũng phải chèo, chẳng lẽ để vậy mà điềm nhiên hay sao? Dạ, phải không chú? Dạ, em rồi. Chị tính sao bác? Nó có nghe đâu, nó nói là một hai gì cũng có chủ điện của nó lo. Dạ. Người ấy là người danh vọng thế thần, nó tin thế nào mà thằng Thành cũng khỏi được. Ai về đâu ra cơ sự giam thằng Thành đâu được mấy trăm ngày. Trần kêu án thằng nó bị đài thì nó ở lại nó lấy người ta. Thì ra chị ấy có chồng khác mà lấy ai vậy bác? Ai vô đó mưu mẹo của họ sắp sẵn rồi mà. Họ mượn có đi lo thầy kiện, ban đầu đem xe rước nó đi ban ngày. Dạ. Riết rồi cái đi tới ban đêm, sau đó tới 2-3 ngày mới về nhà lần chú em. Dạ. Không biết họ lo lắng thế nào mà tới ngày đem thằng Thành ra xử thì nó bị 20 năm khổ sai. Cách đó ít lâu, vợ nó nghiễm nhiên là bà hội đồng điền chủ. Chú em nghĩ coi từ vợ anh ta điền nhảy lên bà chủ điền nó dễ ủi. Ăn ở với nhau năm trước qua năm sau sanh được đứa con gái, mới đã lấy chồng năm ngoái nè. Vậy chứ anh Hai Thành ở với chị ấy không có đứa con nào hết sao bác? Có mà, mà cũng như không mà chú em. Dạ sao? Chuyện con cái của thằng đó nhắc tới tôi tội nghiệp cái thằng nó vô phước làm sao á. Dạ. Dạ sao mà vô phước vậy bác? Tôi nói cái ngày thằng Thành bị bắt á, hiện vợ nó có thai đâu 2-3 tháng gì đó. Dạ. Tới chừng thằng nó bị đày thì nó ở nhà nó có chồng khác được 6-7 tháng gì đó thì sanh thằng con trai. Mà chú em nghĩ coi máu thịt gì của họ đâu mà họ thương họ nuôi. Bởi vậy tôi nghe họ tìm cách lưu thằng nhỏ đi cho biệt tích rồi chứ. Lưu đi biệt tích. Đứa con gái bây giờ là con của chồng sau đó chứ còn tí cái gì vậy chú em? Chú em sao đây? Dạ không có sao hết bác. Hay là vô nhà coi chừng trúng gió? Dạ không. Bác ơi. Hả? Bác có nghe rõ là cái đứa con trai đó người ta đem lưu đi biệt tích rồi sao bác? Biệt tích rồi. Cháu sao? Cháu là thằng Thành đây nè. Thành. Dạ. Thằng Thành. Dạ. Dạ.
quan mà cháu phải chịu tội gì tù. Nay cháu về tới đây trước là thăm hai bác, sau đi dò la tin tức của vợ con. Không ngờ cháu về tới đây thì sự nghiệp đã tiêu điều, vợ thì về tay người khác, cái thằng con trai cũng biệt tích. Thôi cháu đành cam tuyệt vọng rồi. Thành, mười mấy năm trời xa cách, cháu y thật bác đâu có về. Hôm nay cháu lại được về đây, ngày những đêm bác thường khẩn cầu sau có một cuộc đổi thay để bác cháu phải đi gặp mặt. Bác sẽ kể lại cho cháu nghe chuyện lúc đầu. Bác ơi, thật nó tệ lắm mà. Thôi, mày ở đây để tao cho bác gái mày bà hay đặng bà mừng. Tội nghiệp bà nhắc mày hoài. Dạ. Bà ơi. Gì đó ông? Bà ra đây biểu đi. Gì đó ông? Bà ơi, thằng Thành nó về. Sao thằng Thành nó về? À, mà nó ở đâu? Nó kìa. Anh, trời ơi, con mới về đó con. Dạ. Đừng là lớn. Trời ơi, mừng quá ông à. Sao con được về đâu nói bác nghe con. Ờ, tao nghe nói mày bị ở tù gì 19, 20 năm lận mà. Làm sao mày về đây được? Mày mãn án hay là mày được ân xá đó? Dạ, thưa hai bác. Dạ, cháu chưa có mãn án, mà cũng không phải được ân xá nữa. Chứ sao? Dạ, để thỉnh thoảng rồi cháu sẽ thực hiện lại cho hai bác nghe. Không. Nói đi, nói cho nói, nói cho đi con. Dạ, cháu vượt ngục trốn về đây. Trời ơi, mày vượt ngục. Ông ơi, nó vượt ngục. Vượt ngục mà bà la lớn quá. Làm sao đi ông? Thì nó vượt ngục để cho nó vượt chứ. Trời ơi, ông này thiệt à. Rồi sao, cháu đi có khổ sở gì không cháu? Dạ, mười mấy ngày ròng rã, cháu phải lên đến trên mặt biển. Vừa tấp vào nội địa, cháu phải lẫn lúc mấy tháng trường mới về tới đây được. Khổ lắm bác ơi. Trời ơi, tội nghiệp cho cháu, tôi biết bao nhiêu. Chắc cháu chưa ăn cơm hả ông cháu? Dạ. Cơm đâu trên mặt biển mà ăn. Thôi được rồi, để tôi đi chợ. Đi chợ nấu cơm cho cháu.